Đây là bộ đầu của nó này. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Thì sau khi giới thiệu cho các bạn đến một cái bộ phụ tùng ba bánh như thế này, thì em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu. Đây là bộ đầu của nó này. Để phục vụ cho các bác muốn nâng cấp cái xe của mình lên nó cứng cáp hơn, thì em giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu xe ba bánh phi 43 đầy đủ. Bánh trước là 400-12, đèn còi xi nhan, tambour, tay thắng, dây công tơ mét, dây phanh, dây ga, cụm công tắc, ghi đông, đồng hồ, ổ khóa, vòng bi và ống bi, đèn pha và cả chắn bùn nữa. Đây, đây là cái bộ chắn bùn inox này. Đấy, đầy đủ một cái bộ như thế này luôn để các bác về nhà làm xe cho nó đầy đủ, không phải chế thêm cái gì nữa. Về giá cả thì mình để phần mô tả sản phẩm. Mời các bạn theo dõi những cái thông số và những cái hình ảnh chi tiết của cái sản phẩm này như sau. Về chiều dài của cái phuộc này thì nó có chiều dài là 80 cm, đường kính bánh xe là 50 cm. Đấy, bản rộng bánh xe là 10 cm. Cái chiều rộng của cái ghi đông này là 70 cm. Cái đường kính trục này rất là lớn, trục này trục 17 các bạn nhé, trục 17 đấy, rất là to. Đây, phuộc này có ti ở giữa này là ti phi 43 này, và có lò xo hỗ trợ lực này, có ống giá đèn đầy đủ này, đặc biệt là có luôn cả cái cổ bi này. Cái cổ bi này thì các bạn về hàn vào xe thôi, không phải đi tiện toàn gì nữa. Bi côn rất là khỏe, bi chịu lực. Đây, mâm này là mâm có phanh luôn, đường kính phanh 130, nỗ dây công tơ mét, nỗ phanh này có luôn này. Đấy, rất là đầy đủ. Tay thắng này, dây phanh này, dây công tơ mét này, dây ga này, dây ga lấy dài ngắn bao nhiêu các bạn yêu cầu cụ thể. Đây là cụm công tắc đèn còi này. E-lock thì chắn bùn bằng e-lock, rất là đẹp và bền. Đây nha các bạn nha, lưu ý là khi gọi là phi 43 thì tất cả những cái này nó là phi 43 này, cái ti này là phi 43 này, cho nên gọi là phi 43. Thì các bạn làm xe lên rồi thì thường thường mà những cái loại xe các bạn muốn nâng tải trọng lên ấy mà cái đầu nó yếu thì buộc lòng mình phải dùng cái đầu này. Đấy, thì lúc đó là mình tính toán. Còn mình tải trọng khoảng 3 tạ thì 4 tạ thì mình vẫn có thể sử dụng cái đầu xe cũ. Đấy. Nhưng mà các bạn chạy ở tốc độ chậm thôi thì nó vẫn đảm bảo, còn khi mà muốn nâng lên tốc độ cao hơn ấy thì nó cái đầu nó hơi yếu thì các bạn phải nâng cấp lên cái đầu này. Đấy, sở dĩ là giới thiệu cho các bạn thêm một cái bộ này nữa để các bạn xem. Đây, còn các bạn nào muốn mua combo cả hai cái này thì mình tính giá cả hai cho. Đấy. Đây, combo cả hai món như này thì mình tính tiền cả hai. Ở bộ kia thì các bạn xem lại cái video phía trước, có để link sản phẩm ở phía dưới, link video ở dưới, thì các bạn bấm vào cái link video các bạn xem kỹ hơn về cái bộ đó. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của mình trong thời gian vừa qua.
Giá thì mình cam đoan là giá mềm, rất là mềm. Các bạn thấy ở đâu giá rẻ hơn cứ bảo mình sẽ điều chỉnh và để cho các bạn giá hợp lý nhất có thể.